tổng thư ký liên hợp quốc ấn tượng tinh thần tiên phong của thanh niên việt nam tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ấn tượng tinh thần tiên phong sáng tạo dám chịu trách nhiệm và cam kết phụng sự của thanh niên việt nam trong đó có lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc Chiều ngày 22 tháng 10, tại Học viện Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì buổi nói chuyện với chủ đề Đổi mới sáng tạo và sự tham gia của thanh niên vì một tương lai bền vững và bao trùm, giữa Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres với gần 400 lãnh đạo trẻ thanh niên Việt Nam từ các cơ quan chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thanh niên, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, các lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội. Trong chia sẻ của mình với thanh niên, sinh viên, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ cảm kích trước tình cảm nồng ấm của nhân dân, đặc biệt là thanh niên sinh viên Việt Nam dành cho ông và Liên hợp quốc trong suốt chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10. Ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tổng thư ký là tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và cam kết phụng sự của thanh niên Việt Nam. Những tấm gương thanh niên Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, tạo dựng mối quan hệ gần gũi giữa các phái bộ và các cộng đồng địa phương là hình mẫu để liên hợp quốc nhân rộng trong hoạt động quan trọng này. Với sự ủng hộ của nhà nước và cộng đồng, thanh niên Việt Nam đã phát huy tiếng nói vai trò mang lại nhiều sáng kiến, giải pháp cho các vấn đề chung của đất nước và của thế giới, từ phòng chống dịch và phục hồi sau dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu đến đẩy mạnh giáo dục chất lượng, bảo vệ các di sản thiên nhiên. Tổng thư ký gửi gắm tới thanh niên Việt Nam và thanh niên thế giới trong quá trình tham gia, đóng góp cần xây dựng và phát huy đoàn kết liên thế hệ, liên cộng đồng. Tổng thư ký Khẳng định Liên hợp quốc với chiến lược về thanh niên Youth 2030 sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên và hỗ trợ tăng cường vai trò tiếng nói và sự tham gia của thanh niên trong mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị xã hội. Phát biểu tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để đảm bảo sự tham gia và đóng góp của thanh niên trong quá trình hoạch định chính sách, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong quá trình này, đặc biệt là những dự án và sáng kiến thiết thực, sáng tạo, phối hợp giữa Liên Hợp Quốc với các bộ, ngành, cơ quan và các tổ chức thanh niên Việt Nam, trong đó có Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức gay gắt từ xung đột, biến đổi khí hậu đến tình trạng bất bình đẳng và dịch bệnh, song thế hệ trẻ ngày nay không hề bị động chấp nhận thực tại này mà chính là lực lượng đi đầu thúc đẩy phát triển và tiến bộ ở mọi nơi trên thế giới. Bộ trưởng nhấn mạnh thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dũng cảm, đoàn kết, nhiệt huyết hướng đến phát triển bền vững ở mọi lĩnh vực, mọi phong trào xã hội, mọi vùng miền cả trong và ngoài nước tại buổi nói chuyện Đại diện thanh niên sinh viên Việt Nam đã chia sẻ về những kinh nghiệm, trải nghiệm, suy nghĩ, cảm tưởng về sự tham gia của giới trẻ thanh niên Việt Nam trong các hoạt động của Liên hợp quốc như gìn giữ hòa bình, chăm sóc sức khỏe, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn di sản, vân vân, cũng như tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các đại diện thanh niên đã nêu một số lợi ích, thách thức đối với thanh niên và có những kiến nghị hết sức thiết thực đối với Tổng thư ký, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục quan tâm thúc đẩy sự phát triển của giới trẻ, nâng cao nhận thức của giới trẻ đối với việc đóng góp vào nỗ lực chung. Ngày 22 tháng 10, lễ bốc thăm chia bảng World Cup bóng đá nữ 2023 đã được tổ chức. Và ngay trong lần đầu được dự World Cup là thăm may rủi đã đưa tuyển Việt nữ Việt Nam rơi vào bảng tử phần khi chạm mặt với cả đương kim vô địch lẫn đương kim á châu. Vòng chung kết World Cup nữ 2023, Đông Nam Á có hai đội giành vé chính thức tham dự là Việt Nam và Philippines. Và hai vé chính thức tham dự ở Việt Nam và Philippines. Trong lần đầu dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam phải chạm trán nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ và nhà đương kim Á quân thế giới Hà Lan tại bảng E. Tuyển Mỹ từng 4 lần vô địch thế giới và đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Hà Lan đang đứng hạng tư. Đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam được xác định sau loạt trận playoff liên tục liên lục địa diễn ra vào đầu năm 2023 giữa Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha sau lễ bốc thăm đoàn Việt Nam sẽ tiền trạm chọn nơi ăn trốn ở và sân tập luyện cho đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023. World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Các trận đấu được tổ chức trên tổng cộng 10 sân đấu của hai nước đồng chủ nhà, Australia và New Zealand. Nhìn lại tại World Cup 2019 tại Pháp, Thái Lan cùng bảng với Mỹ đã thua đến 0-13 và sau trận thua đấy thì các nữ tuyển thủ thái lan suy sụp tinh thần để thua tiếp các trận sau do đó các nhà chuyên môn đều kỳ vọng các cô gái của chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả khả quan hơn trước các đối thủ cực mạnh này Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, các đại biểu thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến Tết Nguyên đán nếu trang thiết bị không được sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, bệnh nhân không có máy để điều trị. Thảo luận ở tổ thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan nêu quan điểm hiện cứ mỗi người dân ai cũng nói đi vào viện quá thiếu thốn, bệnh nhân phải chịu đau đớn, tự đi mua thì bảo hiểm y tế không thanh toán được. Từ đó làm giảm đi giá trị của bảo hiểm y tế, chưa hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân. Từ đó, đại biểu đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần nhìn nhận vấn đề, phân tích, đánh giá tổng thể về tình trạng cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc cũng như thực trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Dưới góc độ là người trực tiếp điều hành một bệnh viện, ông Nguyễn Tri Thức, đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là giám đốc bệnh viện Trợ Rẫy chia sẻ, trong hơn 8 tháng qua, kể từ khi các bệnh viện tuyến trung ương và ngành y tế xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, chính phủ, các bộ ngành tổ chức rất nhiều cuộc họp, gặp gỡ lắng nghe ý kiến từ các cơ sở đề xuất nhưng đến nay vẫn chưa có sự thay đổi nào về mặt chính sách. Theo ông Thức, tất cả nhân viên y tế ở bệnh viện Trợ Rẫy vẫn đang loay hoay không biết mua sắm như thế nào cho đúng thời gian làm chuyên môn giảm đi để tập trung vào mua sắm, đấu thầu dẫn tới rất nhiều khó khăn. Khẳng định đây là vấn đề khẩn thiết, đại biểu Nguyễn Tri Thức đề nghị các đại biểu có ý kiến các bệnh viện công được sửa chữa, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề, nếu không được sửa chữa, trang thiết bị y tế sẽ ảnh hưởng chung đến hoạt động của bệnh viện. Một sự việc hư hữu đã xảy ra khi một cô gái ở Quảng Nam lên mạng xã hội uh, xin lại 50 triệu đồng vì chuyển nhầm đến một số tài khoản lạ thì một người tự xưng là nhân viên tổng đài ngân hàng yêu cầu cô cung cấp thông tin. Kết cục cô gái bị lừa mất thêm là gần 1,2 tỷ đồng. Cụ thể thì sáng ngày 22 tháng 10, công an thành phố Hội An, công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Đoàn Công Hùng, 25 tuổi ở thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra chiều ngày 3 tháng 8, lướt mạng xã hội, Hùng thấy bài đăng về việc chị NTH ở phường Cẩm Nam, thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam với nội dung xin lại số tiền 50 triệu đồng đã chuyển nhầm đến một tài khoản lạ kèm theo số điện thoại của mình. Sau đó thì đoàn công hùng đã gọi cho chị Hát và tự xưng là nhân viên của tổng đài ngân hàng yêu cầu chị Hát cung cấp thông tin số tài khoản gồm tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã số OTP để hỗ trợ thu hồi số tiền đã chuyển nhầm. Tin tưởng vào nhân viên dởm này thì chị Hát đã cung cấp đầy đủ các thông tin mà đối tượng yêu cầu. Sau khi có thông tin thì Hùng đăng nhập tài khoản ngân hàng của chị H và thực hiện chuyển tiền trong tài khoản của chị đến số tài khoản là 006100xxxx. Hùng thực hiện 3 lần chuyển khoản với tổng số tiền lên tới 1,18 tỷ đồng. Theo công an thành phố An, số tài khoản 006100xxxx Hùng sử dụng để nhận tiền chuyển từ tài khoản của chị Hát là tài khoản do Nguyễn Văn Sơn, 23 tuổi ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam quản lý và sử dụng.